Vào trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam đã có buổi kiểm tra thực tế công tác xử lý ổ dịch tại công ty điện tử Việt Hoa. Tại buổi kiểm tra, qua nghe báo cáo của các ngành liên quan và quận Liên Chiểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đề nghị ngành y tế, ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục huy động lực lượng phối hợp cùng công ty để nhanh chóng khoanh vùng xử lý ổ dịch tại công ty, ngăn chặn dịch lây lan ra phạm vi rộng lớn, trong đó tập trung hoàn thành xét nghiệm cho tất cả công nhân, đồng thời truy vết triệt để hơn nữa để cách ly các trường hợp F1, tuyệt đối không để bỏ sót. Công ty Việt Hoa khẩn trương cung cấp danh sách công nhân của công ty về nơi cư trú để các địa phương có phương án giám sát y tế phù hợp. Phó Chủ tịch Lê Quang Nam cũng đề nghị ban quản lý làm việc với công ty Việt Hoa để xây dựng phương án duy trì sản xuất phù hợp, tránh để đứt gãy chuỗi sản xuất. Trên tinh thần phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố xem xét.